Em Hùng xin gửi lời chào tới toàn thể các quý anh chị. Em Hùng đang có mặt tại dự án Vinhome thuộc Hưng Yên để review tới các quý anh chị về sản phẩm của Vinhome cổ loa. Có mặt tại Vinhome Hưng Yên nhưng lại review và gửi thông tin của Vinhome cổ loa tới các quý anh chị. Toàn thể hình ảnh em gửi tới các quý anh chị đây chính là thuộc khu phố san hô của Vinhome Ocean Park 2. Các anh chị quan tâm tới Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3, địa chỉ tại Vinhome Hưng Yên thì có thể kết nối cho em Hùng để em Hùng gửi những thông tin chi tiết hơn. Ngoài ra ở phía cuối của video này thì em Hùng sẽ có một số lưu ý đặc biệt khi các anh chị nắm được thông tin Vinhome cổ loa mở bán, để tránh việc các quý anh chị bị lừa đảo. Theo những thông tin dự kiến, Vinhome cổ loa có tên thương mại là Vinhome Global Gate với tổng diện tích đất là 385 hecta, mật độ xây dựng là 28,5%. Tuy nhiên thì mật độ xây dựng này sẽ thực tế sẽ chưa tới 28,5%. Dao động khoảng độ 17%, mật độ xây dựng khá là nhỏ, chủ yếu là tất cả các tiện ích mật độ xây dựng sẽ dành cho rất nhiều các tiện ích của cư dân nội khu. Dự án này sẽ được chia thành hai phân khu chính, bao gồm phân khu 1 là trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, trung tâm hội nghị, khách sạn rộng tới 90 hecta. Phân khu 2 phát triển các sản phẩm để ở với 4.147 căn liền kề, biệt thự, shop house. Ngoài ra thì sẽ có 13 tòa nhà chung cư hạng sang, chiều cao là 41 tầng và khoảng 7.000 cho tới 10.000 căn chung cư, và giá dự kiến dao động từ khoảng 120 triệu trên 1 mét, tức tổng giá rơi vào khoảng 8 tỷ. Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích gồm công viên, cây xanh, hồ nước, vân vân. Nhà ở thấp tầng sẽ được chia làm 3 phân khu. Vinhome cổ loa thì có những đặc điểm đặc biệt gì quan trọng mà các anh chị cần quan tâm? Thứ nhất đó là vị trí ngàn năm có một, duy nhất còn lại chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội với một cây cầu và quãng thời gian di chuyển chỉ rơi vào khoảng 6 phút. Là dự án ở phía đông có vị trí cách Hồ Tây duy nhất còn lại. Dự án này theo em Hùng sẽ là dự án duy nhất và sẽ vĩnh viễn không có một dự án thứ hai như thế này nữa. Với tổng thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 6 phút. Và các anh chị có biết là bất động sản ở phía bên kia của cây cầu thì có giá là bao nhiêu không ạ? Dao động giá bất động sản ở bên đó rơi vào khoảng 800 triệu trên 1 mét. Thì với bất động sản ở bên này của cây cầu Vinhome cổ loa, theo định giá của em Hùng tới một mức phát triển nào đó thì cũng sẽ rơi vào ít nhất là khoảng 5 cho tới 600 triệu trên 1 mét. Và với giá bán khởi điểm theo nhận định của em Hùng thì bất động sản Vinhome cổ loa khi được mở bán sẽ dao động chỉ từ trên dưới 300 triệu trên 1 mét. Sau nhiều năm phát triển và định hướng thì bất động sản tại thời điểm hiện tại thì sẽ là những bất động sản theo xu hướng là all in one, nghĩa là tất cả các tiện ích đều sẽ nằm trong một dự án. Ngoài là khu đô thị có các tiện ích nội khu gồm đầy đủ ăn uống, ngủ nghỉ và có cả nơi làm việc.
nghĩa là các cư dân ở đây sẽ được tạo công ăn việc làm ngay tại khu vực mình sinh sống, ngay tại trong bên trong của dự án. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì những dự án mới nhất sẽ có tầm nhìn là sẽ được phát triển để là nơi nghỉ dưỡng, du lịch, resort. Và cao cấp hơn thì ở Vinhome Cổ Loa sẽ còn được xây dựng thêm, đó là trung tâm triển lãm. Nơi đây sẽ là một cánh cửa mở để giao thương với thế giới bên ngoài. Vị trí thì rất là tiềm năng. Nơi đây các anh chị di chuyển tới cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài sẽ mất chỉ khoảng 20 phút. Rất là thuận tiện cho các chuyên gia, những chủ doanh nghiệp lớn có nhu cầu di chuyển đi lại hàng ngày. Và các anh chị cần quan tâm nữa đó là Đông Anh đã được dự kiến và sẽ chuẩn bị lên quận trong thời gian ngắn tới đây. Và các anh chị có để ý rằng là cơ sở hạ tầng của Đông Anh sẽ vượt xa hơn rất nhiều so với cơ sở hạ tầng đối với quận Gia Lâm. Tất cả sẽ được kết nối với các tuyến giao thông quan trọng, với các tiện ích, công viên, và là nơi sống lý tưởng cho các quý anh chị nhà đầu tư. Và với trung tâm triển lãm quốc tế thì đã rất nhiều năm rồi, Việt Nam chưa có điều kiện để xây dựng được một trung tâm triển lãm như thế này. Tại Vinhome Cổ Loa thì Vingroup đã đặc biệt chú trọng và sẽ xây dựng một trung tâm triển lãm quốc tế, sẽ là một cánh cửa kết nối giao thương, văn hóa, du lịch. Hay nó đã được thực hiện ở chính nơi đây, nơi tổ chức các sự kiện đẳng cấp, tương tự như khi các quý anh chị đi du lịch ở Pháp hoặc một quốc gia nào đó thì chắc chắn là mình sẽ có nhu cầu để tới thăm những địa danh nổi tiếng ở khu vực, ở quốc gia đó. Thì với công trình này thì chắc chắn cũng sẽ là một điểm nhấn tới các bạn bè quốc tế khi qua thăm và du lịch tại Việt Nam. Ngoài ra thì Vinhome là đơn vị uy tín bậc nhất trong ngành phát triển bất động sản tại Việt Nam. Nếu như trong thời gian những năm gần đây không có sự đóng góp của tập đoàn Vingroup nói chung cũng như là Vinhome nói riêng, thì các anh chị nghĩ rằng Việt Nam những năm gần đây sẽ có những điểm nhấn, có những sự phát triển gì vượt bậc như hiện nay không? Với những thông tin ngắn gọn em Hùng nêu trên, các anh chị quan tâm và để chắc chắn sở hữu cho mình được một căn như ý cũng như là giá tốt nhất, các anh chị cần chuẩn bị sớm ngay từ bây giờ, thì các anh chị cần tìm hiểu những thông tin cũng như là chuẩn bị ngay từ bây giờ. Vì đến khi mở bán sẽ có một số những căn sẽ là một cơ hội đặc biệt, mà nếu các anh chị chỉ cần chậm trong vòng tích tắc thì sẽ vụt qua. Ngoài ra thì khi các bất động sản của Vinhome mở bán thì cũng được sự quan tâm của rất nhiều các quý nhà đầu tư cá mập và những quỹ căn với giá hợp lý cũng như là với vị trí đắc địa thì sẽ được ưu đãi cho một số những khách hàng nhất định. Vì vậy mà các chị phải chuẩn bị tâm lý cũng như là tiềm lực tài chính vững vàng ngay từ bây giờ để chớp nhoáng các cơ hội hiếm có.
Vinhome Cổ Loa thì sẽ có một số các dòng sản phẩm để các anh chị quan tâm. Ví dụ như là các dòng sản phẩm bất động sản đơn lập, bất động sản song lập, bất động sản tứ lập, diện tích dao động từ 127 m² và còn giá bán là từ 35 cho tới 40 tỷ. Với các phân khúc nhỏ nhất thì rơi vào khoảng 62 m², có mặt tiền là 5 m, dao động khoảng 11 tỷ. Với bất động sản liền kề thì cũng dao động từ 40 cho tới 50 tỷ. Chung cư thì sẽ có 13 tòa. Và đặc biệt thì ở Vinhome Cổ Loa sẽ có 2 tòa tháp đôi cao 52 tầng sẽ được thiết kế để làm biểu tượng của quận Đông Anh. Và trong thời gian mở bán, thông tin mở bán mới nhất thì sẽ là một trong những thời điểm rất là nhạy cảm. Vì thời điểm này rất nhiều các anh chị nhà đầu tư nôn nóng cũng như là nhận được các thông tin về một số những quỹ căn ngoại giao, vị trí đẹp cũng như là giá tốt. Chính vì vậy mà sẽ xảy ra những trường hợp mà lừa đảo, nhận tiền đặt cọc không hợp pháp rất là nhiều. Chính vì vậy mà các anh chị cần hết sức quan tâm tìm hiểu những thông tin chính thống cũng như những đơn vị uy tín để cung cấp cho mình những thông tin chính xác và để tránh những rủi ro không đáng có mà các anh chị có thể gặp phải. Vì với những vị trí đẹp cũng như là các suất ngoại giao nội bộ trong công ty cũng như là các cái suất đó thì cũng không có nhiều. Chính vì vậy mà không phải ai cũng có được các thông tin cũng như là các suất đặc biệt đó để gửi tới các quý anh chị. Chính vì vậy mà các quý anh chị phải hết sức cảnh giác, cũng không phải là ai có thể tiếp cận được những sản phẩm như vậy. Để đảm bảo các quyền lợi của mình cũng như là các thông tin chi tiết thì em Hùng cũng có một số các nguồn tin chính thống do một số các đơn vị uy tín cung cấp. Các anh chị mà quan tâm tới bất động sản Vinhome Cổ Loa thì các anh chị có thể kết nối Zalo cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393 để em Hùng gửi những thông tin chi tiết nhất tới các quý anh chị. Em Hùng chúc các quý anh chị có một ngày làm việc gặp nhiều may mắn cũng như là có những quyết định đầu tư thật chính xác nhất, mang lại những cơ hội, những lợi nhuận, những lợi ích, những phần thưởng xứng đáng nhất cho gia đình cũng như bản thân. Các anh chị quan tâm tới dự án Vinhome Cổ Loa cũng như là bất động sản quanh dự án Vinhome Cổ Loa, bất động sản thổ cư trên địa bàn huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn có thể kết nối Zalo cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393 để em Hùng gửi tới các quý anh chị những thông tin chi tiết nhất về dự án cũng như là gửi tới các quý anh chị những bất động sản tiềm năng nhất trên địa bàn huyện Đông Anh cũng như là huyện Sóc Sơn. Ngoài ra các anh chị cần đo đạc hoặc là hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan tới bất động sản thì liên hệ theo số điện thoại 0978 444 393. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý chị ở những video lần sau.